tự nhiên nhảy lên xe con ngồi luôn. Cái nói để em đưa chị về, nhà ngoại em cũng gần vậy vậy bên đó. Cái tự nhiên lên cái xong rồi cái đâu cho về, cái đi luôn, đi luôn, đi xa luôn, đi xa, tự nhiên đi luôn hốt luôn. À, đêm sáng sao, sao hai đứa nhìn nhau rồi sao? Mắc cỡ lắm cô chú, mắc cỡ mà xong rồi đi bộ đi ra xong rồi ăn phở rồi xong con nó hơi về đi bye bye. Tự nhiên im ru luôn, con cũng nói chuyện luôn tại con bị quê. Được cái là chồng con không có sang chấn tâm lý. Chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, xinh quá. Chào con. Rồi mời các con ngồi. Rồi mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin phép gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Bảo Ngọc. Ừ. Con hiện tại 32 tuổi. Hiện tại con đang là ca sĩ tự do. Hiện hả? Với nghệ danh là Liên Bảo Ngọc. Rồi mời con. Dạ thì con cũng xin phép là con được chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận về cũng toàn thể các quý vị khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Quang Vũ. Hiện con đang làm việc và công tác tại công ty xuất nhập khẩu Kim Yến. Con đang được đảm nhiệm vai vị trí là phó giám đốc của công ty. Con sinh năm 1994. Dạ, yeah. Thì đang sinh sống chung vợ con ở Bình Chánh. Rồi bây giờ Liên. Dạ. Bây giờ trước khi chúng ta vào cái phần gọi là giao lưu đi, con là ca sĩ rồi, đúng không? Cho nên chú mời con có thể hát một bài để mà tặng khán giả chương trình Vợ Chồng Son được không? Tặng liền con. Dạ, con hát một đoạn. Đoạn đi con, một đoạn. Sau đây con xin phép hát ca khúc Môi Chạm Môi. Môi Chạm Môi, con đứng đây đi, đứng đây đi cho đẹp cái dáng nè. Em thích được môi chạm môi, em thích được ôm mọi tôi. Nhưng em tự cho lời yêu để dừng lại vì không thích anh thôi. Nhiều người nói thích em lại không thích yêu nhiều người. Nên lời là lần từ chối, và lời sau những câu là lờ rồi. Khập mặt bắp bắp say, con đừng tin bất cứ thằng nào. Bao lời ngọt ngào trên môi, tụi nó nói mấy trăm ngàn lần rồi. Baby, sẽ ra đi, không quên anh đâu sẽ ra đi. Baby, sẽ ra đi, trước khi em bị mất lý trí. Baby, sẽ ra đi, không quên anh đâu sẽ ra đi. Không thích anh mà nhảy qua đi à. Hay quá. Con hơi nhí nhảnh. Xe ra đi trước khi em bị mất lý trí đó. Đúng rồi. Ủa nhưng mà bài này là con có ra MV chưa? Dạ không phải bài của con. Con thì con có bài MV nhưng mà con hát dòng ballad, nhạc rất là buồn. Ủa sao con không hát đúng cái sở trường của con? Hát cầu đi, hát cầu ballad đi. Fogima, sắc nước bà bầu, đỉnh của chớp. Em từng đã nói sẽ tốt thôi, em chịu đựng soi lắm rồi. Em từng đã nói sẽ chẳng sao, nhưng em thấy em chẳng ổn chút nào. Hay vậy đây là bài của con, bài là em sẽ ổn thôi. Chị, nhưng mà bé này cái quãng rất là cao nha. Trời hay quá. Cảm ơn chú. Có phải hồi xưa là nghe hát như mê cho nên là đi theo luôn đúng không? Dạ đúng. Đúng rồi. Cái nhân duyên mà từ đầu tiên mà con bị dính với lại vợ con đó chính là qua cái chương trình là chương trình gì đó? Dạ Giọng Ải Giọng Ai. Giọng Ải Giọng Ai. Cái bữa đó thì con thấy tiện có cô cái cô con ca sĩ này nhảy. Dạ đúng rồi, nhảy cái tiện thấy ô cha cá tính quá ta, mà nhìn cũng tiểu bị dính về gọi là cái hớp hồn thấy cái à rồi dính xong thôi người cuối cùng là hốt về luôn. Ông Tư và Nguyệt đó. Dạ, lúc đó rồi, còn đang về dạ, đúng rồi. Cái cũng bẵng đi một thời gian sau rồi lại vô tình là quen biết được. Thật sự là cái duyên tới là con đi đánh cầu lông xong rồi bạn của chồng con làm cổ đông chung mới dắt lên thì tụi con cũng đã lướt qua nhau. Xong rồi bữa tiệc đó ở trên quán đó là bữa tiệc cũng sinh nhật của bạn con, cũng lướt qua nhau, mình không biết gì về nhau. Xong rồi sau này cái gặp lại nhau đánh cầu, lúc đó còn gọi con bằng chị đó cô. Bé nhỏ con 2 tuổi. Dạ. Cái xong rồi cua con, cua cũng dai lắm, rất là chịu khó. Đó là cách đây bao lâu rồi? Dạ cách đây 3 năm. Mà cua con trong bao lâu? Dạ cua con trong 1 tháng. Mà trời lâu quá. Lần đầu tiên con gặp chị này đó. Dạ. Con ấn tượng gì về chị này? Về cái ấn tượng đầu tiên thì là giống như hồi nãy con có kể là gọi là ở trên truyền hình thôi. Thì đúng rồi. Còn mà cái ấn tượng ở ngoài đời thật luôn mà để mà khắc sâu vô tới tận bây giờ luôn, khắc cốt ghi tâm luôn. Là cái miệng rất là lớn. Cái miệng rất là lớn. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Có thể mà giống như là trên sân cầu á, đánh thì không bao nhiêu hết mà bài la thì nhiều. Bài Hải đúng không? Lên cầu, cầu với cầu mấy đó. Không quên chúng không? Đánh thì cũng trúng mà la thì la thì nhiều. Con dính luôn từ đó tại dễ thương, cái sự dễ thương. Bây giờ con đánh cầu lông không?
Dạ, tại vì chúng con mới sanh em bé nên hoãn lại rồi. Dạ, được bao lâu rồi con? Dạ, em bé của con mới 7 tháng. Nhưng mà cái lúc đó là con đã đi hát nhiều chưa? Dạ, con đã đi hát rồi. À. Dạ, xong rồi cái con mới gọi là cái đi thể thao với cả mình xả stress. Nên thành ra là vào sân cầu là con la dữ lắm. Con ấn tượng gì đó mắt của ổng không? Dạ không, con ấn tượng là mặt đồ thể thao rất là đẹp, nhìn đúng cái con thích là con để ý body của người ta hay vậy. Để ý body đúng. Bắt đầu chính thức là thích luôn á, là bữa tối hôm đó là gài kèo đánh độ xong thua độ. Rồi buổi tối đó thì đi nhậu chung để chung độ. Thì bắt đầu là ngay buổi tối hôm đó là kiểu được đẩy thuyền. Em muốn lái chị em muốn lái chị thì ông kia ông hát cái mình ok tự nhiên mình khắc vô em muốn lái chị luôn. Xong rồi về cái mới đầu là chồng con mới bắt đầu là chơi game, hỏi tại con cũng thích chơi game lắm. Hỏi con là chơi game gì, con thì lúc đó con chơi game bắn súng. Còn ổng thì chơi game liên quân. Đó, cái giờ cái con nói giờ con không biết chơi liên quân, cái ổng tự âm thầm ổng tải cái game bắn súng về để ổng chơi cùng con. Đó là mỗi ngày cái chị lên chơi game không, ngày nào cũng ở nhà đó chơi game với con từ sáng tới tối, trong game cứ chọc suốt gọi bằng anh đi, gọi bằng anh đi. Con nói không bao giờ, 800 năm nữa con cũng không bao giờ con yêu. Rốt cuộc con dính luôn. Tối hôm đó có nghĩa là một cái tiệc sinh nhật của cái quán chồng con. Thế là chồng con rủ con đi, xong mới đầu con còn trôn chồng con nữa, con nói giờ con không đi. Chồng con ngày hôm đó hả đi cắt tóc bánh bao rồi để mà diện lên. Rốt cuộc con ghẹo con không đi, cái lên mặt buồn hiu à. Nhưng mà sau lúc đó con lên, cái chồng con thấy con wow lên rồi. Là sau tối hôm đó là chồng con không cho con về luôn chú. Bạn con kêu bây giờ mày đi về đi nha, tại vì bạn con thật sự rất là thương con. Bạn con nói là tao không muốn mày quen Vũ, tại vì Vũ đào hoa lắm mày sẽ khổ, tại vì bạn con biết cái tính của con thương ai, con thương rất là nhiều. Mà bạn con biết là ông này muốn cua cò. Cái rồi bạn con nói đi về nha Ngọc, đi về cho tao. Mà đêm đó cái con chấp nhận dạ, khổ luôn. Không mà đúng nhất con xỉn thiệt, cái con leo lên cứ bị, con leo lên em cứ bị hấp tấp á. Em cứ bị hấp tấp á. Em cứ để cho cháu nó từ từ nó sẽ nói cho em nghe là chuyện nó sẽ như thế nào. Dạ rồi con cũng lên xe, con bắt rác con đi về. Tự nhiên nhảy lên xe con ngồi luôn. Cái nói để em đưa chị về, nhà ngoại em cũng gần vậy vậy bên đó. Cái tự nhiên lên cái xong rồi cái đâu cho về. Cái đi luôn. Đi luôn. Đi xa luôn. Tự nhiên đi luôn hốt luôn. Sao hai đứa nhìn nhau rồi sao? Mắc cỡ lắm cô chú. Mắc cỡ mà xong rồi đi bộ đi ra xong rồi ăn phở rồi xong con nói thôi về đi, bye bye. Tự nhiên im ru luôn, con cũng không nói chuyện luôn tại con bị quê. Được cái là chồng con không có sang chấn tâm lý luôn hay sao mà con không nói chuyện. Dạ tiện con bị sang chấn tâm lý thiệt. Tiện qua ngày hôm sau là con thấy lóc Facebook con là xóa bạn xong rồi hình như là không nhắn tin luôn, im ru luôn. Ok thích im cho im, đang cần khoảng không gian thì nói vui thì thích im cho im. Nhưng mà con biết chắc cũng cần một khoảng thời gian. Thì xong rồi thì con cũng chỉ im lặng thôi. Cuối cùng ai là người coi như là kết bạn lại hoặc là mở Facebook lại? Xong rồi con mở Facebook ra cái cũng ngoan cố kết bạn lại, xong rồi like hình con cứ like. Nhưng mà được một cái là tự nhiên lúc đó con cũng cảm giác thích, là tại vì con thích một người đàn ông đừng tấn công con quá. Sau cái đợt đó cái bẵng thời gian online xong rồi nói chuyện rồi đánh cầu lông xong rồi vẫn đánh cầu lông xong về, nhưng mà con nhớ rồi thì cái lần sau cái đêm hôm đó, cái lần tiếp theo á là con rủ thẳng về nhà luôn. Thì nó xong rồi thì con rủ thẳng về nhà. Con hốt về nhà luôn. Thì con hốt về nhà luôn, nói tối nay qua thì mình chiêu với nhau một tí, con muốn dẫn về cái tổ ấm của con để cho người ta biết là nhà con như thế nào. Thì hai vợ chồng bắt đầu đánh bài, uống quắc cần câu rồi dụ con xỉn không à. Dụ con xỉn vậy đó, chứ mà lúc mà không xỉn là rất là tịch. Thì đó vì sao là có dọn qua ổng ở luôn không? Dạ hốt luôn. Hốt luôn. Dạ là qua coi nhà như là sống thử với nhau luôn đó. Dạ đúng rồi, sống thử luôn. Rồi sống dạ. Thử vui không? Thật sự. Có gây nhau gì không? Cũng chậm biết là như tụi con nói chuyện được với nhau. Ở đó ok dạ. Nè. Nên là cũng ít gây nhau, nhưng mà cũng sẽ có gây nhau. Tại vì chồng con lúc đó khi mà làm trên cái quán lao đó là công việc về night life. Cứ đi lên đó tiếp khách uống rượu rồi xong đi về khuya. Thành ra cứ như vậy hoài cái con không thích. Đó. Con ghen gì phải không? Có dạ, ghen không? Thứ nhất cũng có ghen. Ghen. Thứ hai nữa là về sức khỏe nữa cô. Nên thành ra là cứ cãi nhau hoài, mà chồng con thì nói cái đó công việc của anh không từ bỏ được. Đó nên đó sẽ là một cái vướng mắc tụi con cứ cãi nhau hoài. Cái đỉnh điểm cãi mà lớn nhất là cái lúc nào đâu? Dạ, về đập, vấn đề gì? Đập banh cái điện thoại luôn. Ai đập? Đây. Ôi. Nhưng mà lý do gì? Tại vì con kêu về cái xong rồi ổng không chịu về, cái con nhảy động đập con cũng cái miệng con đó là hét giống như hét đánh tụi con không. Con hét con chịu rồi, cái mỏ mà hổn lên cùng mà giống như là tính con là cái tính cũng nhẫn nại mà mình đã nhẫn nại quá rồi cọc tới, con bị cọc là tức nước vỡ bờ. Cái đỉnh điểm đầu tiên là giống như là ngọn cái núi lửa nó phun riu riu, còn cái ngọn núi lửa mà nó phun tuôn trào luôn là ở trên Đà Lạt.
Ừ. Là cũng lên quán của mấy anh cổ đông làm chung con, nhưng mà mấy anh đó hiện mở trên một cái quán trên Đà Lạt. Ừ. Cái cũng chẳng nhớ là xảy ra mâu thuẫn vì cái vấn đề gì nữa. Thì cái bắt đầu từ quán ăn đi lên tới quán của mấy ông anh con đó thì vẫn nói. Trên xe là đã cãi rồi, lên tới quán bắt đầu ngồi mình uống và cũng ngà, cũng bắt đầu cũng là cái điệp khúc đó hoài. Xong bắt đầu cãi, tôi nói thôi đi về thôi, chứ không này nọ, cãi tới cái luôn, bắt đầu giờ sao đánh mặt cái mặt đâu thể hiện nó sao nói sao rồi cái mặt bây giờ nè, con phải mở luôn cái volume đi bằng dưới cường độ giống như hôm bữa đi. Rồi nè, hai biến hình con nói thì mày sao mày ngon mày đánh tao đi, mày ngon đánh tao nè, ngon được 60 rồi nó cái 100 thì nó còn thấy ngon dữ nữa, cái chữ ngon dễ thương á, ngon ngon vậy. Cái lúc này là cô thấy dễ thương là mới 60 thôi, còn còn thấy ghét thôi. Ủa nếu mà lúc đó là con có giá không mà giá có giá một cái bóp dạ giá có giá dữ liền, giá ngộ luôn, giá một cái giá ngộ luôn. Xong rồi cho con về không? Xong rồi con bỏ về một mình. Bỏ về xong lát sau con phải gọi điện mát mẹ vợ. Xin lỗi. Anh dạ đánh sao rồi đêm đó có tha thứ cho nó không? Dạ thật sự may mắn tính con cũng quên lắm, sáng ngủ dậy cái bình thường lại đó. Chứ con cũng không phải là giận dai. Tại vì con cũng suy nghĩ là con cũng mỏ hổn quá thì người ta mới đánh. Tự biết đúng không? Dạ, không đúng, con bé nó biết suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Yeah. Đó. Sau cái cú tán đó là bao lâu là cưới? Dạ sau cú tán đó chắc 1 năm sau á cô. Cưới con bé liền không hay là? À tụi con thật sự là cũng có dự định là quyết định cưới trước rồi. Quyết định cưới trước rồi nhưng mà cũng chẳng biết trời cho em bé rồi. Có trước khi cái này có em bé xong rồi mới cưới vậy. Dạ đúng rồi. Cái hôm mà nghe tin biết tin của em bé thì cảm xúc tụi con sao? Trời ơi cô ơi, con tưởng như là trong phim Hàn Quốc á cô. Con tưởng là wow, con nói hai vạch rồi ảnh sẽ ôm con xoay con vòng vòng trong phim vậy đó. Cái con vô kìa vú, tại vì con không tin, con thử thứ hai que vú có bầu rồi hả, quay đi ngủ tiếp. Trời ơi con hụt hẫng giống như kiểu hả có bầu hả, ừ có bầu đẻ vậy thôi, tại vì chồng con đã có một cái tư tưởng chuẩn bị là rồi, là phải thấy nó có gì gọi là hốt hoảng đó. Rồi thôi bây giờ tới cái phần kia đi. Đây rồi giật mặt á. Dạ có tật xấu, xấu tính ngủ với lại ngáy rất to. Ngáy rất to. Dạ. Con ngáy nó đâu có kiểm soát được đâu. Không ngáy mà thi thoảng thôi. Ngáy thì không phải là tật xấu đâu con, coi như là cái tật đó là không gọi là ngoài ý muốn. Không biết. Bây giờ nãy nói cái tật xấu là cái tật ngủ. Vậy thì cái ngủ của ông nó xấu thì sao? Ví dụ mà tới sáng mà tự phải dậy mà kiểu tới giờ đó mà con gọi thì phải con từ từ thôi. Giống như là con phải nhẹ nhàng giữ dậy nha, dậy. Ví dụ là anh biết rồi là con im. Chứ còn hồi xưa con không biết nó dậy. Bực bội à? Vậy là không thích nó bị mất hồn con ơi. Dạ. Ta đang ngủ mà cái hồn nó chưa trở về. Đúng rồi, không có những người vậy, người ta đang ngủ ngon là dậy. Trời ơi là mất hồn. Chửi lại quánh luôn á. Đừng có con nổi điên liền đó. Con gọi vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Quên nó cọc là đúng rồi. Đúng rồi. Rồi giờ mong muốn Vũ thay đổi gì? Dạ là sẽ ráng tập trung cho tương lai và sự nghiệp để hai vợ chồng phát triển. Giống như hai vợ chồng đã từng ao ước là triệu phú. Hello đó cô, nhưng mà kệ ước đi cô. Ước gì mới không ai có được cản mà. Được ước mơ của mình hết. Đúng trời rồi. Cứ ước đi con. Rồi tới Vũ đó con. Còn tới tay con rồi đó, con phát đi. Bonjour, hello. Đầu tiên thì chắc nói rất nhiều. Đó, nói nhiều, nói lớn. Hay làm lố. Ví dụ cái gì cũng lố lên. Ví dụ như giống như con của con thì chỉ cần mà hành động gì đó thôi. Trời ơi kìa. Ôi, ngồi xuống mà chỉ cần nó sượt tay. Trời ơi anh coi Vũ, coi kìa. Sợ con té như cái gì nào cũng nó bị hơi quá vấn đề lên. Rồi bày bừa. Rất bày. Đó, bừa bộn thôi, chấp nhận cái bừa bộn là bày lắm luôn. Bày là người dọn hả? Dạ đúng rồi. Con là làm đâu gọn đó, xong là phải giống như ăn uống chén dĩa rồi nọ là tô ra tô, dĩa ra dĩa, mặc dù chưa rửa nhưng mà phân rõ ràng, xong muỗng nĩa là để một bên. Tại vì mình rửa, con rửa hoặc vợ rửa thì khi mà thấy cái đống chén giống vậy thì nó gọn gàng, nhìn nó cũng đỡ lười. Con đang dọn, con đi làm về, con dọn mà tính con khi mà con khó chịu con chỉ im lặng thôi. Thì khi mà mình dọn mình cũng đang khó chịu rồi mà trời anh làm gì mặt anh hồng không? Con lại mẹ, con dọn con mệt lắm rồi mà mẹ còn nhằn nữa. Đúng không cô, mình làm mình đến thêm việc rồi. Thì mình dọn mình vẫn nói cho anh làm gì mặt anh hồng như cái đống ướt vậy đó. Mình bật nhưng dọn vẫn phải dọn. Thì nghĩa là về nhà là cái máy nó cứ ra rã gì đó. Nhưng trời ơi con nói thiệt là một cái đài FM phát sóng là 24/7 chứ không phải 24/24 không. Ngoài trưa bả ngủ.
không, nhiều nhiều khi ngủ bà vẫn nói đúng rồi, nhiều khi rồi bây giờ nè có điểu không? Đó, có đi ra đường, có ăn diện đồ cho nên khiến con là người đòi hỏi gì hơi con cái việc đó. Cái tật xấu là không chịu điệu. Trong con điệu hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao tiên con bị phản đam vậy? Tại vì con năn nỉ vợ con phải điệu thì có nghĩa là con phải điệu hơn vợ. Dạ đúng rồi. Ủa ông điệu lắm hả? Dạ đi ra đường là lâu hơn con luôn á. Nhiều khi con mất cúp gì này gì chứ mà con lẹ ngỏng đó. Rồi lúc con mới quen nó, trời ơi con thấy buổi tối đêm đó đó mà hốt con thấy trong nó có cây sông dưỡng, sông dưỡng, sông dưỡng ngồi với cây chim chim phước điểm, nó cũng khi mà điểu vậy. Còn là lúc nào con cũng thủ vậy luôn, thì hồi xưa là con luôn thủ trong người, tại vì cái khoảng thời gian đó con làm live thì cái gương mặt nó cũng hơi bị gọi là vết thâm rồi này nọ, mụn rồi cái kiểu thì lúc nào cũng phải thủ cái che khuyết điểm để mình che mình tự tin hơn. Rồi còn cái đó không? Dạ còn đó. Bữa nay đi có che không? Chưa có luôn. Nãy vô make up ai đâu hơn? Dạ, con tự make up ở nhà rồi. Ở chồng con? Dạ chồng con ở nhà còn nói bây giờ mặt anh sao? Cứ đòi con make up nữa, con nói thì lát anh lên nhờ. Con nói lát anh lên anh nhờ anh cho nó make up cho anh chứ giờ anh đi chải phấn sao? Mới thôi đó cô. Thôi giờ mong muốn thay đổi điều gì? Con có một cái mong muốn thì vợ con gần đây đã đang đồng hành cùng con thực hiện được rồi, thì đó là mong muốn là vợ con thay đổi về tư duy, về cái sự điềm tĩnh thì vợ con đang làm được rồi. Thì tư duy để mà mình cùng nhau mình phát triển với nhau, mình cùng hướng tới một cái tương lai thì cho cái mong muốn vợ con vậy thôi. Rồi Vũ có cầu hôn con, cái hôm mà Vũ cầu hôn con á là có nói một cái lời nào mà nó âu yếm hay là chưa luôn? Dạ chưa, con cầu nói hôn là có gì đặc biệt chứ hả? Dạ bởi vì con nói là phải nợ lại. Con có muốn trả trong bữa nay không? Vũ dạ. Có làm được không? Con thì con cũng có cái đam mê, con sở thích con, đam mê con cũng thích rap thì chắc là cho phép con. Rồi dạ. Ok dạ. Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở. Quang Lê nói như vậy đó nhưng vẫn hát cho em, hát thật lòng nghe cũng đỡ. Hát cho em cả bầu trời hy vọng đã vài lần anh tưởng vỡ. Bất kể khi nào em muốn về, cửa trái tim anh vẫn mở. Người ta nói người con gái đi bên cạnh đó là món trang sức quý nhất à, thế nên anh lấp lánh. Nhưng vẫn không thể nào bằng mắt em. Có lẽ điều tệ nhất là mất em, nhưng mà anh sẽ không ngốc vậy. Ít nhất là ngay trong lúc này, cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá hòa với một chút mùi nước hoa. Đôi khi là dấu môi em trên đó, đôi khi là hương tóc em tối qua. Em thường nói anh đơi đi chậm lại khi ngang qua con đường nhỏ có hoa, để tay anh xếp em ôm chặt lại. Sài Gòn nay như chỉ còn có ta. Dạ. Hay quá. Trời cưng quá. Anh nói điên gì. Rồi cảm ơn hai con hôm nay đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng công việc sẽ phát triển hơn nữa. Dạ. Sẽ là những triệu phú trong tương lai. Đời sống luôn luôn hạnh phúc trọn vẹn. Và bây giờ Dala New Farm, nhà sản xuất và cung cấp đông trùng hạ thảo chất lượng cao. Giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện của cặp vợ chồng tiếp theo. Dạ, chào. Rồi, xin chào hai anh chị. Em xin chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân. Đó. Em tên Trần Ngọc Cường, hôm nay em 45 tuổi. Em thường trú ở Bình Thuận. Làm công việc gì Cường ở Bình Thuận? Dạ, lúc đầu thì em làm sửa xe Honda. Sau này cái mê cái nghề tài xế, cái chuyển qua nghề tài xế. Hiện tại là chạy công nghệ xe máy. Bây giờ là em đang chạy xe máy. Chạy xe máy công nghệ. Dạ, đúng không? Dạ. Xin mời vợ của Cường. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Phi. Em sinh năm 82, năm nay 42 tuổi. Phi là công việc gì? Thì bây giờ là đang còn chạy xe Grab. Chồng cũng chạy luôn. Chạy xe công nghệ. Vậy có, hả? Có khi nào mà chạy trên một cái tuyến đường mà gặp nhau không? Dạ gặp hoài luôn. Gặp hoài luôn á. Rồi bây giờ thôi chắc kể cho Quốc Thượng với chị Vân nghe đi. Dạ. Là cái cơ duyên nào mà khiến cho Cường với Phi là hai người gặp nhau? Lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thì có ấn tượng gì không ạ? Lúc trước thì hai đứa cũng gặp nhau cũng một cái duyên thôi. Là đi một cái đám tiệc sinh nhật của bạn bè á. Lúc đó là Bình Thuận. Dạ ở Bình Thuận. Vô tình gặp nhau rồi bạn vợ em là đi nhờ người ta chở tới á. Còn lúc về thì mình đại diện ra mình vỉ đàn ông mà. Để anh chở về cho. Đó là vì chỗ chở về được đó là mình mới biết nhà. Còn em có để ý bạn không?
Dạ không. Ở dưới quê mà lúc gặp ổng là mới có 20 tuổi à. Mà 20 tuổi hồi xưa nó không phải như bây giờ đâu. Nhưng mà biết là vậy nhưng mà ý là cũng không có nhìn, cũng có tình ý gì đâu. Mà thấy ông này sao ông biết nhà mình ông lên hoài vậy trời. Cái ông lên hoài, chiều nào ông cũng lên chơi hết trơn. Ông bố nhà khó lắm. Mà quen nhau cái biểu xin bố chở đi chơi uống cà phê gì, hồi xưa đi uống nước mía. Ông bố hỏi đi mấy giờ về. Nói dạ 8 giờ, nói 8 giờ để được đi thôi chứ đi quá luôn, đi 9 giờ về. Là ông bố ông xách cái cây roi cũng để sẵn rồi. Thấy xách cái roi bỏ chạy. Khôn lắm, vừa chở mình về cái chạy mất. Từ đó bỏ chạy. Hai vợ chồng là quen nhau là coi như 20 mấy năm rồi hả? Dạ, nếu mà quen thì có 1 năm cưới à. Tới giờ là được 21 năm rồi. Lúc đó là em nhớ là anh lên nhà anh chơi mà anh nói chuyện với em trước một ngày thôi à. Cái ngày đó anh thông báo là mai á có mẹ anh với lại bà mợ là đại diện đi ra nhà để nói chuyện với ba mẹ em để cho anh chính thức quen em. Nhưng mà trước khi mà Cường đặt vấn đề là nói là mẹ xuống á, thì trước đó đó là có qua lại với nhà của Phi rồi gặp bố rồi gặp gia đình cũng có bố. Gặp 1-2 lần nhưng mà là ông dạy vợ cực kỳ khó. Mỗi lần mà đi tới tìm con gái ông nói là không có ở nhà, đó ở trong nhà đó, nó ở nhà nhưng mà rồi. Vợ thì đứng ở trên á, là ra ngoài là để trốn đi ra. Ông bố giờ còn khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe đúng không? Mà cũng khó y như xưa. Chắc là bố đang coi đó. Bây giờ mà bố coi được cái chương trình này là bố hai cái đứa này nó lâm ly bi đát dữ thằng. Mà không mà biết hai đứa này bây giờ nó làm cái gì mà bây giờ nó được ngồi đây nó nói chuyện với nhau vậy. Là bố em đang nghĩ là hai đứa em không có được ngồi như vậy đâu. Sao vậy? Là sao? Là nghĩ hai đứa bỏ nhau rồi hả? Hai đứa em sao? Là có một thời gian là giận nhau cực kỳ, giận cái mặt không có nhìn luôn vậy. Cho nên là hiện bây giờ là bố em nghĩ là em với là chồng em bây giờ đang giận nhau á. Chưa có nhìn mặt nhau nữa đó. Thì để mai mốt cho bố bất ngờ cho bố vui. Mà hai bạn này là sau khi cưới nhau mới có nhiều cái để mà nghe nè. Chứ drama còn... đúng không? Với nhiều drama nè đúng không? Bản thân em đây nè, em còn nghĩ là chắc không bao giờ mà nhìn cái mặt ổng nữa đâu á. Dù gì, thật sự nói nghe coi. Cái thời điểm mà hai đứa lúc mà bùng dịch đó, hai đứa mà thương nhau rồi lấy nhau được 10 mấy năm là đẻ được 4 đứa con rồi đó. Nói chung là vợ chồng cùng nhau đi làm, cùng nhau xây dựng gia đình rồi cũng có gia đình, cũng nhà cửa rồi với người ta rất là cố gắng mọi thứ. Thì con cái rồi cũng êm ấm. Thì trong cái thời gian mà dịch bệnh á, năm 2019-20 đó là dịch bệnh suốt liền kéo dài là không có buôn bán làm ăn gì được hết. Anh chị có nhớ là đi buôn thanh long mà thanh long nó lên tivi là đổ cho bò ăn không? Nhớ. Là dạ, cái năm đó, năm đó là năm vợ chồng em sụp đổ luôn. Thì là đùng một cái là tiền hết, là bán nhà để mà lo trang trải nợ nần cũng chưa có hết nợ luôn. Bán nhà mà cũng chả không có hết nợ nữa. Chưa hết cái buồn nọ sang cái buồn khác. Kê ổng có bồ. Rồi xong á là cái chuyện tình cảm vợ chồng á nó xích mỉ, nó xích mích rồi gây lộn rồi đánh lộn rồi nó giận nhau rồi em buồn quá em mới không có ở nhà. Đi xứ người xin việc làm không có ở nhà đâu. Rồi lúc đó con làm sao? Là lúc đó là con cái là giao cho nội nè, rồi giao cho ngoại nè. Rồi đùng một cái thằng Út, con Út á, là bị bệnh ung thư máu. Út nó mấy tuổi? 7 tuổi à. Bảy tuổi. Rồi bây giờ làm sao? Là cháu vẫn... Bây giờ là đang điều trị hơn một năm rồi đó. Bây giờ đang điều trị. Cho nên chính vì thế hai vợ chồng mới chuyển từ trong kia vào đây. Từ cái chỗ bỏ nhau rồi mà giờ thấy con nó bệnh, bây giờ nó thiếu cái tình thương của cha mẹ. Nó ở với em không à. Rồi không có mẹ thì nó cũng tội, mà em cũng suy nghĩ. Rồi nó vô nó bệnh, thấy nằm trong bệnh viện lúc nào ai cũng có mẹ rồi hết, nó không có. Mình mới suy nghĩ vậy, mình mới đi năn nỉ về để lo lại giờ cuộc sống nó đã, cái gì cũng đã qua rồi. Đâu giờ mình bỏ hết để mình lo cho con. Giờ đang điều trị nó ở trung tâm ung bướu cơ sở 2 mình nè. Rồi giờ hai chồng ngồi đây vậy thì ai coi nó?
Dạ nó bình thường, nó ung thư máu nhưng mà nó lại đánh thuốc, nó lại chịu thuốc. Nó bây giờ nó bình thường, nó ăn uống ở nhà, có con bé lớn nó chăm. Bây giờ hai vợ chồng ở quận mấy? Dạ quận 7, mướn nhà ở Nguyễn Thị Thập mình ạ. Cái lúc mà chồng gọi điện báo tin cái thằng Út nó bị như vậy thì là em than lên liền luôn, em than lên bệnh viện liền, không có còn giận nữa. Lúc đó là giận, ông giữ thần luôn, giận cái mặt không nhìn luôn á. Là lúc nghe nó là con bệnh, chạy lên liền. Lúc nó gặp em thì sao? Lúc nó gặp em á, cái lúc đó thì cũng bình thường vậy thôi. Thấy con khóc, chính em đây mà xét nghiệm ra mà nó phát ung thư máu, em bỏ ăn mấy cả tuần lễ luôn á. Toàn là khóc không. Nhìn nó là mình cứ sợ. Mình thấy nhiều đứa nó ra đi mà mình thấy tội quá rồi, mình nhìn nó cái mình xót. Mình quay những cái cảnh lại để mình lúc đó mình nhìn nó lại á. Sợ nó đi không à. Lúc con em nó bệnh là nó có 14kg à. Bữa nay nó được 24kg rưỡi rồi. Vậy được rồi. Nó lên 10kg mấy vậy là ngon lành nha. Ok. Nhưng mà bác sĩ cho biết á, là tình trạng của bé là đang hấp thu thuốc rất là tốt. Có một thời gian là em ngưng thuốc đó đó. Lúc mà em hết tiền, không có tiền để lo cho nó là em ngưng. Em có điện về quê mượn tiền hết rồi. Không có ai cho mượn đó đó. Và lúc đó là bé nó cũng đang ổn á. Em thấy tình trạng nó ổn thì em mới xin bác á là bác ơi có thể mà cho bảo nó qua duy trì được không bác? Tại vì là mẹ chạy tiền không có ra. Thì bác cũng nói là để bác xét nghiệm xong rồi tổng quát hết rồi bác mới quyết định lần. Thì lúc đó xét nghiệm ra thì bé nó cũng ổn như bây giờ nè. Nhưng bây giờ là một ngày là phải mất bao nhiêu tiền thuốc cho con? Dạ tháng. Không có tính là ngày, tính nó là cứ 2-3 tuần á là đi đánh thuốc một lần. Vậy một lần đánh thuốc vậy là bao nhiêu tiền? Cái lúc mà mấy cái to đầu nó mới nhiều tiền. Mấy to đầu đánh cái một tuần một to á là nó 100 mấy á. To tấn công á 150 mấy triệu. 157 triệu, 940 mấy ngàn. Là cái đó mình tính xong rồi, nó có bảo hiểm. Nó nhờ nó có bảo hiểm y tế á. Là lúc trước nó bảo hiểm 100% là mình đóng nó cũng nhẹ lắm. Cho tới giờ phút này thì hai vợ chồng cảm nhận như thế nào khi mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Và nhất là hai người vừa trải qua rất là nhiều những cái biến cố. Theo em thì cái tâm trạng của em thì em thấy vợ chồng son hay là vợ chồng già nó cũng giống nhau thôi. Giống nhau ở chỗ là vợ chồng là phải tin tưởng và cảm thông cho nhau mà tha thứ cho nhau nữa. Giống như em giờ không nhớ là có tha cho ổng hay không nữa. Nhưng mà bây giờ á, sau khi mà quay lại ở lại chung với nhau trong một năm á, thì giờ cái điều em mong muốn ở chồng em điều gì nhất? Nếu mà mong á thì nhiều lắm, mà muốn cũng nhiều luôn. Muốn nhất á là ổng chỉ lo cho con thôi. Cố gắng lo cho con ha. Còn em thì sao? Em mong muốn vợ em ở vợ em điều gì em nhất? Em thì giờ cái mong muốn là sống với nhau thật tình với nhau, đừng có giả dối với nhau gì nữa, rồi lo cho con cho cái cho nó hoàn toàn khỏe mạnh là mừng lắm. Chứ còn bây giờ không biết nhiêu cho đủ, biết nhiêu cho thiếu hết. Chăm sao mà thấy ngày nào cũng còn thấy con mình và thấy mọi người là được rồi. Thôi nói chung là bây giờ không chỉ là hai vợ chồng thương và lo cho con đâu. Nhưng mà ông bà ở ngoài quê chắc chắn cũng sẽ có những cái nỗi lo cho các con. Và lo cho cháu rồi lo cho hai vợ chồng nữa. Xem cái số này rồi thì chắc chắn là ông bà sẽ biết được là hai đứa đang gọi là bây giờ đang chung tay bỏ qua hết tất cả mọi những đúng cái rồi mà lỗi lầm của nhau để mà cùng lo cho con. Chị nghĩ là tụi em nói một cái lời gì với ba mẹ ở dưới quê đi cho ông bà yên tâm. Con không có biết nói gì, nhưng mà là từ khi mà con Út nó bệnh tới nay, Bảo bệnh tới nay là hơn một năm nay không có về quê. Tết cũng không có về quê nên chưa có dịp mà để gặp bố mẹ mà kể là bố ơi là nay là con tha thứ cho ông Cường rồi đó, cho ông về ông ở với con rồi đó. Thì sẵn dịp đây là con nói luôn là con sẽ tha thứ cho ông. Nên ba cứ yên tâm ha, ba cứ yên tâm, bây giờ cháu của ba là hai vợ chồng con sẽ cùng chung tay, chung lưng đấu cực để mà lo cho con. Còn về phía em á thì em phải có một cái lời hứa hay lời xin lỗi gì với vợ, với những cái gì mà mình đã gây ra, đúng không? Mà giờ vợ đã tha thứ cho mình như vậy rồi. Nói nhìn vợ đi. Anh cũng thấy cuộc sống mình giờ nó cũng đã vậy, là em tha thứ với anh cũng rất là cảm ơn vợ nhiều. Mình cũng cố gắng để lo cho con tương lai cho sau này tốt đẹp.
Dạ hạnh phúc. Mà anh cũng mong là hai vợ chồng cũng trong công việc nó sẽ thuận lợi, và thậm chí sẽ có một cái cơ may với mỗi công việc nó sẽ phát triển hơn. Với cái số này chị nghĩ là nếu phát sóng ra mà tự dưng biết đâu có một cái cơ duyên, cơ hội nào mà có một cái người mạnh thường quân nào đó họ tạo một cái điều kiện để cho tụi em có một cái công việc mà nó có thể có được cái nguồn thu nhập nó tốt hơn, nó đỡ cực hơn đó, để mình có thể lo cho con được thì cũng rất là tốt. Đó, chị cũng cầu mong vậy. Còn với chị thì chắc hôm nay thì thực sự chị cũng rất là xúc động với hoàn cảnh của tụi em, thành ra là riêng bản thân chị có thể nào mà chị biếu tụi em 10 triệu để tụi em phụ cái một chút cái thuốc cho cháu nha. Có như thế nào thì chị nói như vậy, chị ít khi nào mà chị có những cái bộc lộ như vậy lắm. Nhưng mà tại vì thực sự là chị rất là thương cái hoàn cảnh của tụi em luôn á. Hồi nãy lúc mà trang điểm mặc đồ á, em có nói với anh tự nhiên cái giờ mình lên mặc đồ cưới mình giống như là mình đi cưới lại vậy. Ổng nói đúng rồi, bây giờ mình là cưới lại đó. Đúng rồi, thì bà tha thứ cho tôi. Tôi ở với bà thì giống như bây giờ là mình làm lại từ đầu ha đó. Coi như giờ mình bắt đúng đầu rồi. Lại từ đầu bà, mà coi như... em á thì em lúc giờ em không có giận ổng nữa, mà em có suy nghĩ là con em á là nó khỏe là em mừng lắm, em mừng còn hơn là em giận nữa. Coi như hôm nay là một cái duyên nhé. Và bắt đầu hôm nay coi như là hai vợ chồng cưới lại, mặc lại cái áo cưới. Thì như hồi nãy thì chị Vân có một phần san sẻ với hai vợ chồng để phụ tiền thuốc cho Út đó, với một phần nữa là trang trải trong cuộc sống, thì với số tiền là 10 triệu. Hôm nay thì hai vợ chồng coi như là cưới lại. Thì trong cái tiệc cưới thì Quốc Thuận cũng là một cái người khách, đồng thời cũng là một người MC. Thì thôi xin gửi cái tiền mừng là số tiền 5 triệu. À là em mừng đám cưới dạ, đúng không? Dạ, em mừng đám cưới 5 triệu chị. Mừng đám cưới, còn chị á là phụ cho tiền thuốc cho thằng nhỏ ha. Nha, đó rồi. Vậy đi. Dạ, em cảm ơn chị rồi, rất là nhiều. Phụ nữ đi. Em cảm ơn anh rất là rồi. Nhiều. Anh chúc cho hai vợ chồng công việc nó sẽ tốt hơn. Em với lại bé mau khỏe, bé mau khỏe, mau hết bệnh. Em cảm ơn anh với chị, và em chúc anh chị được nhiều sức khỏe. Và em cũng chúc cho chương trình này được nhiều cái cặp vợ chồng như tụi em cũng biết yêu thương nhau và san sẻ cho nhau trong hoàn cảnh gia đình, cũng như là các khán giả đang coi. Rồi, không sao nghe. Rồi. Ngồi kế ảnh không có vui á, cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? À, dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là dạ, như thế đúng không? Thơ như thế, thơ dần như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Rồi bao khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau, cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, với Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói à thôi cũng được. À, nhỏ này là quay với tao được nha mày. Cũng okay. Được nha, cái từ cũng được nha. Đúng không? À. Thì đó, sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Rồi lúc clip. Đó là cái lần đó là Phúc tấn công Học Sàng hay là Học Sàng tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý, nhưng mà thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn cái ít hơn á. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước đó, nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước.
Em nói chuyện trước. Bởi chị hỏi em là vậy đó. Nghĩa là nó có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn á. Là trò chuyện nhiều hơn, chủ động đó, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc các MV đó đúng không? Tại tụi mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích thích nên là mình gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình sao về sệt. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sao? Sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau chắc lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á, cả tuần á thì mới bắt đầu nói chuyện lại, mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Em có thổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi mình... Phải nói là đã lắm, sự á, đã mình... lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng sủng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia, thật sự thì... em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao Phúc biết không? Phúc biết không? Vậy nè, thường á, diễn á, giống như chí Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông nào mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Thì Kim Cương á thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại rất là ngại e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể. Ở đây Phúc là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái rồi. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình rồi, chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh là có xài chữ Cương không? Kim Cương hoặc là Xoàng. Kim Cương chứ đừng có Cương không? Đó, thôi, Kim Cương hoặc là Kim cũng được. Kim, Kim Cương hoặc là Xoàng, cái Xoàng. Tự nhiên kêu Cương nghe kỳ nhỉ. Dạ thì lúc đó em cũng nhưng mà cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự. Xin số, lấy số điện thoại, giữ contact rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của đúng mình rồi. Cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sau em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ thôi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình bị lậm vào nhân vật vậy đó, đó đúng không? Nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết. Em biết không, ngày lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó, thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về rồi cũng đâu ngủ được, cũng đâu vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao, anh ấy sao dạ, giữ giá được có ngày một à? Rồi xả giá luôn, xả giá luôn được hả? Một ngày một. Ừ nhưng mà chị là đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phân Linh có mà. Dạ, cuối cùng là ai nhắn dài? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn đó. Nhắn tới tấp rồi. Tại vì cái đó phải qua tới mấy ngày lần. Đó, cái Tuấn với Vân riết cái đó. Vậy đó, cho nên cái cảm giác nó lạ lùng lắm. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó, thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cùng cỡ tụi tôi. Sao đó, cùng cỡ tụi tôi. Tại vì tôi quay cái đó 3 ngày thì có thể thứ tư tụi tôi bỏ giá thì là bên đây cũng hơn được 1 ngày rồi. Hơn được 1 ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó. Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Tôi mắc cỡ đừng kể. Kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời hay chồng mắc cỡ rồi, giờ cuối cùng sao đây ai kể? Đó. Có gì đâu. Nói chuyện mình với nhau về những cái gì? Đó. Dạ. Đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò. Thì sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ coi lại xong nó sẽ hỏi cha mẹ nó đẹp quá, giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó
nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Dạ. Em biết không, bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi, cái ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, anh Thuận hỏi không, ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu. Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Dạ. Thôi giờ em kể nha. Bỏ giá đi, bỏ giá ngọt. Tức là đi ăn, mà đi ăn rồi xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn đi gần một tháng, đi gần tháng. Thì trong cái thời gian lúc là đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau. Rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em. Bắt đầu mới coi trên mạng thì coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì. Có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó. Mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ nhớ. Bắt đầu nhắn tin. Nhắn tin thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu. Tại người yêu phải không? Đang đóng trong phim là người yêu. Cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin. Và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó, thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó, sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nó mãnh liệt chứ. Nó rần rần, nó la mà lắm đúng không? Nó la mà lắm đúng không? Có nhào tới ôm đi. Nó là không có gì cản lại được hết trơn. Em cũng vậy mà em nói vậy ai? Sao em mà em với ai? Yêu thầm Thúy Nga biết không? Em biết Thúy Nga mình. Dạ biết. Yêu thầm một thời gian rất lâu luôn. Sau này biết Thúy Nga nó khùng mới hết yêu. Quốc cường tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không đó, bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn á đúng không? Dạ. Hồi đó chị nhớ rồi dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi là... một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là của nhau. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là hai trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó đúng không? Dạ. Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi. Dạ, chứ còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gỗ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không? Không thì... cái đó cũng là một đó. Dạ. Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm. Nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc á, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa. Tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là tập từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy, từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Thì em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và năm 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương
đó, coi như là thành lập, coi như là một cái cơ sở để gọi là để mà phục vụ, để cho những người giúp những người đó bị đi đệm đúng không? Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành, nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có, rồi em có sợ, em có giống như là, đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. À, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình ảnh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau, anh nằm sấp trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Em mới nói, nhiều khi em nghĩ trời ơi, không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn là như vậy. Tại vì thấy anh đau, anh nằm một chỗ đó. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua, cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Ba lần trước Phúc đi mổ đó. Bốn lần trước đó. Dạ. Là lúc đó là trước khi quen chưa có kim cương đâu. Tức là em vậy nè, em kể một cái giai đoạn là em bị thoát vị đĩa đệm và chấn thương cái cột sống là từ năm 2001. Là lúc còn lắm. Cuối năm của nhóm 1088 đó, đó. Là năm thứ hai đó. Thì lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa, là em phải đi mổ lần đầu tiên. Lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa, rồi đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật, là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được. Trời ơi, mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Dạ. Đồng hành với cái nỗi đau đó bao nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải ngưng hát khoảng thời gian rất là lâu. Dạ. Đó, trời ơi. Thôi vậy bây giờ là vui rồi ha. Dạ. Năm năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ, gọi là giống như từ đầu luôn. Dạ, từ đầu luôn. Tái sinh đó chị. Tái sinh lại. Tái sinh đó. 2016. Đó, bây giờ có nghe nè. Rồi ảnh á, thần tượng của mình, rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà, có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà anh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Còn ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Và sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới, thì em ở nhà em chạy ra em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn giữa có hai người thôi. Đó, rồi có piano. 2012. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Có nghĩa là ghê luôn. Bởi vì anh lời. Em lời quá. Bởi vì hai dịp đặc biệt trong một ngày. Và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển, ở giữa dưới biển đó. Đó, tặng cho em nha, là em làm mất. Xong rồi em cũng buồn, nằm gọi là em nằm buồn dò dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới cho bự hơn. Dạ. Anh nói như vậy thôi, thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Dạ. Có giống cái cũ không? Hay là bự hơn? Dạ, to hơn. To hơn. Dạ. Cũng được rồi, nói chung là. Đó là... Nói chung là có Phúc. Có Phúc. Cưới Phúc, có Phúc. Đó, thì đó. Luôn. Kim Cương mà cưới anh Phúc, có Phúc. Có Phúc. Kim Cương mà đi tặng hộp xoàn cho Kim Cương. Trời đó. Chợ cửa về rừng. Nhiều chuyện quá. Chị mai mốt đừng tặng Kim Cương nữa. Tặng bạc đi. Đó. Rồi. Sao ta? Thôi bây giờ là bắt đầu. Thôi bây giờ hiểu rồi. Bây giờ hiểu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh. Cái tật xấu của ảnh á. Đó. Không biết luôn á. Đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này của anh. Ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Đó, Kim Cương. Siêng không? Có siêng không hay là làm biếng? Dạ, như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á, nhưng mà họ giống như em thì chắc là họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những
cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh đánh vô toilet ngồi giống một thí cả lâu vậy đó. Không biết làm gì thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ ngoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngoài này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì không biết nữa thì cả lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Đó. Kiểu lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu kiểu vậy đó. Quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ anh Ông Hoàng Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn, và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn, rớp rẽn đó. Một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng anh bà. Dạ, đúng rồi. Thăng thắt lắm. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Hồi xưa thì em hay gọi là chậm. Rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái việc danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đúng rồi. Ngày xưa chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Cũng có cái đâu cao lắm là con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Không bị em hối tiếc là cũng giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng đúng rồi. Tại vì Kim Cương rất là nhanh thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên. Thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái và không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính siêng rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ để đợi. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao thì phải tới đúng giờ phải tới trễ chút, phải tới cho người này hát cho người kia trước. Nhưng mà em không có tính đó, thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên. Và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn. Mình có thể mình đợi người khác cũng được, hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. Đúng không? Hối kiểu mà lên đi, trễ giờ bây giờ. Mấy bà quản lý em vậy lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè. Cái miệng lên tới đây luôn. Ủa mà giờ lạc đề nữa. Đang là cái đề gọi là tật xấu. Tật xấu là lười biếng, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp đi. Ông Sàng nói tiếp đi. Anh còn rồi, sợ đoạn, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiểng á. Có nghĩa là anh mê tới độ là tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn. Nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là để kiểng hết nha, anh thích để kiểng ở trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiển, chăm cây kiển thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với lại một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chòi á, tự bắt đầu nó nở ra mọc lên. Rất là vui. Dạ đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời lạ. Ôi bác Thuận, bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận á. Tin không? À dạ. Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn á, chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tụi ghét tụi này hỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiển nó đâu có xấu đâu. À không, đó là cái đam mê. Nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Đó là một cái sở thích khác biệt. Như nào vậy đó. Là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chị có hơi lề mề thôi đúng không? Bây giờ đã thay đổi luôn rồi đúng không? Rồi bây giờ tới phút đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ Kim Cương thì kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực. Nói hoài. Mình nó rất là dễ quạo.
là bà hung dữ cỡ nào đó, nói chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc. Tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hột xoàn vô mặt á. Ừ. Trời ơi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cái đường theo em là em né em chạy thôi. Tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước là đi ra thôi, đi ra thôi, chạy luôn. Tức là chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Nó bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lét đóng cửa luôn không? Đóng hoài vậy. Đứng ngoài chắc tức đúng không? Ê rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi, chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Còn thêm tật xấu đi Phúc. Này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi đó. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó. Rất, những cái đó thì rất là hoàn hảo. Wow. Dạ. Rồi, vậy rồi. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con mà chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ nè, rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không. Nhưng nó mà kẹo được cái là không có kẹo, không? Không có kẹo với em. Vậy à, được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Bị luôn á. Đó. Vậy là quản lý là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không kẹo hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở nhưng mà không bích, giờ 10 năm rồi bích cửa luôn. Trời ơi. Ê nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng, không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng xài đúng. Chứ nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn khi cũng mua đồ hiệu cho chồng rồi. Đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công trí rồi. Nói chung là cũng phải cái này cái kia cho chồng. Nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy.